thật sự là rất là cảm ơn mọi người luôn. Cảm ơn mọi người anh em YouTube mà từ hồi đầu tới bây giờ luôn lên tiếng nói là công tâm nhất nè, rồi luôn ủng hộ anh em. Bữa thần khác chủ nhật á. Công ty nhất á. Những lời nói công ty nhất được cho. Công ty nhất được cho. Công ty nhất được cho. Em bị liệu anh Nguyên luôn nè. Thôi. Rồi. 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 Rồi nhảy 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 tần tần tần. Nhảy nhảy nhảy. Vô vô. Bị liệu vậy, bị liệu vậy. Dễ liệu vậy. Rồi Ni ơi. Ni, em nói một câu để chia tay mọi người cho mọi người về đi. Để em nói đó mà quỷ tí nó cứ ấy quên tí cho quỷ không có. Em hiền. Thì mọi người cũng biết thời gian qua thì có rất là nhiều chuyện và nói là có rất là nhiều sóng gió, mà không phải mà một mình đi, một mình Loan hoặc là anh Vũ hay là anh Luân hoặc là Linh Tý, Bích Trâm